Các bác nghe lấy loa BMB rồi Prodeo vân vân, nhưng mà dòng này thì chắc cũng có rất nhiều bác nghe đến rồi đúng không ạ? Đó là dòng loa 3G Audio. Ở dòng này thương hiệu khá nổi tiếng, bác nào đã chơi những dòng này thì bác biết rất chất bát, rất là uy lực, thân vỏ thùng cũng như sản xuất rất là chắc chắn đấy. Dòng này rất là hay, karaoke nghe nhạc hay hàng bãi. Thì hôm nay em tiếp tục lại giới thiệu cho bác một cái sản phẩm này. Đối với sản phẩm này thì không có nhiều bác nhé. Sản phẩm này họ dùng ở nội địa trong nước của họ nên nó rất ít có. Đây, bác nhìn cái chân rắc này của nó, bác nhìn thấy cái chân này họ làm hai hai kiểu, một kiểu xanh trắng và một kiểu đỏ đen này. Bác nhìn thấy nó giống loại nào ạ? Nó giống loại dòng loa karaoke của Anh Quốc, còn dòng Godfather ấy. Riêng dòng loa đấy thì họ sản xuất hai cầu loa này. Đấy. Đây là dòng 3G Audio F10. Đấy. F10 ạ. À? Các bác nhìn này, cái độ nhạy của nó đến 92 dB. Độ nhạy càng cao thì đánh âm ly càng dễ. Có nghĩa âm càng cao thì âm ly thấp nó cũng đánh được, nó dễ dễ đánh. Đấy, được chưa? Ok, trở kháng 8 ohm. À, công suất là 180W. Các bác đừng có thấy là những cái đôi kia nó ghi là 300W hay 400W, mà đây là công suất thực người ta ghi ra. Đấy, là 180W. Thực tế là các bác mở gia đình ấy, bác mở chỉ tầm 50W đến 60W là cả xóm nghe rồi. Chứ không bao giờ các bác mở đến 100W cả, kể cả loa to. Nên do vậy là đây là những công suất người ta bảo thực. Đây là cũng gọi là công suất thực cho nó rõ luôn. Chứ có những người ghi đến 450W, có những đôi loa ghi 450W rồi cả hai đôi cộng đến 1000W. Nhưng có bao giờ mở đến đâu bác? Thật ra là đấy là người ta ghi là công suất tối đa, công suất chịu tối đa. Còn đây là công suất thực. Được chưa? Thì sau đây em Tuấn sẽ khui hàng tiếp tục những đôi này cho các bác. Đấy, bác nhìn cái đôi này, cái chân cắm nó giống hệt của dòng loa Anh Quốc chưa? Đấy. Riêng 3G Audio này thì không hay không lấy tiền của bác luôn. Dòng này thì ít ít có, nó cũng khá là nổi tiếng đấy. Nó nổi tiếng. Bác nào chơi hàng bãi nhiều thì sẽ được nghe đến thằng này. Này. Còn nhiều bác, đây. Con này là vỏ màu si sần màu ghi nhá, ghi sáng rất là đẹp luôn, phải nói là gần như mới. Gần như mới luôn ạ. Đấy. Đẹp sẵn các bác chỉ dùng thôi. Đây, các em mà cuốn đây, về mặt trước đây. Con này bass 25. Nhưng các bác đánh căng thoải mái. Hai tép. Hai lỗ thông hơi phía dưới 3G audio. Sau đây em sẽ tiếp tục khui hàng cho bác xem nhìn lõi nhé. Loa như này thì quá đẹp rồi. Báo cáo bác là nhiều bác thì những đôi loa này nó chỉ hơn 3 triệu thôi. Gần 4 triệu, nhưng mà bây giờ gần 4 triệu các bác đi ra trên thị trường các bác chỉ mua những đôi loa mới bình dân thôi, nghe nó tối tai lắm, không đâu vào đâu cả. Đấy. Còn lo bãi thì lúc nào thương hiệu nó giá trị rồi. Và gạo đấy. Còn đôi này để cho bác mức giá 3 triệu 8, 3 triệu 8 một đôi này bác nhé. Báo giá luôn 3 triệu 8. Bác tham khảo thoải mái thì tiền là của đấy thôi. 2 triệu 8 cũng có mà. 2 triệu 8 hơn triệu cũng có mà. Nên nó tùy từng loại loa. Đây khi vào thì bác nhìn này, nhìn này, cái dòng 3G audio bác nhìn cái lõm cái chiều sâu của này này, tất cả các loa bát khác em nhất con bát nào của BMB hoặc con audio 3G bác, cho bác so sánh, con này lúc nào nó sẽ sâu hơn tầm khoảng gần 2 phân, cái chiều sâu của cái rốn này này, có nghĩa tính từ cái đáy này lên cái mặt này, mặt cắt này rất là sâu. Đấy, đến giờ này thì sẽ lại phải ốc lục giác rồi, không thể mở nữa, nó dùng ốc lục giác đây. Lại phải mở dùng ốc lục giác quá vậy. Đấy. Đấy, phải dùng lục giác này nên là này. Lục giác mới ra các bạn. Bây giờ không biết là được mũi vít đâu, thôi được đành vặn tay này. Đi tìm vít bây giờ nó lâu quá. Ngoài thì giác bên trong là lục giác hết rồi. Lục giác tính theo gen này này, gen này thì nó sẽ bám ở trong, nó sẽ có một cái củ thép vặn ngược ấy, củ thép vít ngược. Con này nó vít bằng củ thép vít ngược đấy, chạy bằng gen. Chứ không phải là vít gỗ ăn vào gỗ mà nó ăn trong nó củ thép nó bắt bắt chạy ngược đấy. Đấy, tua đi đoạn cho bác nghe. Rồi. Bác thấy chưa? Ốc vít nó rất là dài. Không được dài. Đấy, và khi lấy những cái này lên thì lại phải có tua vít nhỏ lại lên. Ok chưa? Đây bác. Bác nhìn củ nó thích chưa? Nào.
Đây. Các bác chỉ vào bác nhìn củ bác đã phê luôn này. Bao phê luôn về nhá. Nhìn như thế này mà các bác không mê thì bác mê cái gì? Em sẽ quay thật kỹ cho bác nhìn luôn củ này. Bác nhìn chưa? Nó đẹp từng đường nét, đường chỉ một bác nhé. Còn zin đét luôn ạ. Bác nhìn thấy chưa? Đây, có gập 3G audio luôn. Bác nhìn đường keo chỉ này. Đấy. Loa này mà các bác còn chê nữa thì bó tay. Này, bác nhìn keo chỉ này. Côn này. Con này là cái điểm sâu của họ, cái đáy này nó rất là sâu luôn nhé. Cái này này, rất là sâu. Nhìn côn này. Đấy. Nếu chỉ thế này không ạ? 3G audio, đây, dập hết cả thông số. Nhà sản xuất nhé, họ dập hết đây bác ạ. Không có chuyện giả ở nhà hay đây được. Đây chị ạ, nhìn thấy chưa? Đấy. Ok chưa? Còn trong thùng đây. Tiêu âm làm xử lý rất là tốt nhé. Rất là tốt luôn. Ok chưa? Tép đây. Những con như này thì chấm hết, chỉ biết nói câu là chấm hết. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn ạ. Đẹp xuất sắc coi nhé. Đấy là dòng 3G audio. Thì hiện tại cũng về số lượng không được nhiều đâu. Không có nhiều. Mức giá em Tuấn để cho bác mức giá 3 triệu 8. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái, tiền là của đấy. Cái gì nó cũng có giá của nó. Em bảo các bác cái dòng này lực lắm, BMW 1000 phang nó theo nó đấy. Chứ còn một số loại BMW cái bình thường kia không theo đâu. Con này thật ra là để tên tuổi ở người Việt dùng thì ít được dùng. Ít được dùng. Nên sẽ cảm nhận cái chất của nó thì chưa biết nhiều. Nhưng có nhiều bác dùng thì bác cho em xin vài bình luận dòng này là thế nào đi cho nó dễ. 3G audio thì em cũng bán cũng nhiều rồi. Nhưng mà không phải là lần nào nó về mà mình cũng bán cũng nhiều năm đấy. Đấy bác nhìn chưa? Họ làm chi tiết chưa? Chi tiết họ làm như thế này cơ mà. Không có một cái nào gọi là chi tiết làm hoặc bộ làm rất là kỹ, rất là chuẩn chỉ. Keo chỉ kể cả sơn này của họ, họ có sơn bóng loè loẹt đâu. Nhìn này, nước sơn này chắc nó bền mãi luôn. Người bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, số điện thoại là 0911 169 961 đối với dòng 3GO. À đây, em mở nốt con tép này ra cho bác. Để ra tép. Đây. Cho các bác theo nốt em thích. Không 911 169 961 ạ. Đấy. Ok chưa bác? Rồi, chào các bác. Hẹn gặp lại các bác clip sau.